Xin kính chào các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, nếu bạn là một người có niềm đam mê với giày thể thao thì chắc chắn sẽ không còn xa lạ gì về hãng Nike nữa đúng không nào? Dường như Nike là cái tên quá quen thuộc với cả thế giới, nhất trong lĩnh vực thời trang thể thao. Tuy nhiên, không có quá nhiều người biết rõ đế chế giày thể thao này được xây dựng như thế nào và ai là người gây dựng nên nó như ngày hôm nay. Ông chủ một đế chế giày thể thao này chính là Phil Knight, người đàn ông dành cả cuộc đời để dồn tâm, dồn sức tạo nên thương hiệu đình đám và khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, phía sau cơ nghiệp hàng chục tỷ đô mà Phil Knight đã dành cả đời để gây dựng là nỗi đau thấu tận tâm can vì một điều quý giá mà ông đã vụt mất. Vậy rốt cuộc, hành trình khởi nghiệp đầy thăng trầm của gã nghiện giày này diễn ra như thế nào? Để được thành tựu huy hoàng, ông đã phải đánh đổi những gì? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm trong video hôm nay nhé! Phil Knight, sinh năm 1938, người đàn ông với nụ cười thân thiện và là chủ nhân của đế chế tỷ đô Nike, nơi sản xuất những đôi giày được sử dụng nhiều nhất thế giới, được biết đến với câu chuyện khởi nghiệp từ tờ 50 đô la ông vay từ bố mình. Tuy nhiên, ngoài niềm cảm hứng được lan tỏa bởi câu chuyện thành công từ con số 0, có lẽ ít ai biết đến nốt trầm rất buồn trong cuộc đời của cha đẻ Knight bắt nguồn từ chính thương hiệu của ông. Và đó vẫn luôn là vết thương lòng khó chữa lành bên trong Phil Knight. Có được tất cả, nhưng dường như cha đẻ của Knight lại đánh mất đi thứ quan trọng nhất đối với chính mình. Từ gã nghiện giày điên rồ đi bán rong đến chủ nhân đế chế tỷ đô. Trước khi trở thành một ông chủ, một tỷ phú giàu có, Phil Knight từng là một cậu thiếu niên đam mê thể thao. Ở trường học, Phil Knight tham gia hầu như tất cả các môn thể thao, nhưng điền kinh lại là môn cho ông niềm thích thú hơn cả. Phil Knight sau đó tham gia lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Stanford. Và tại đây, vị tỷ phú dần nhận ra sự hứng thú của mình với việc kinh doanh và chắc như đinh đóng cột rằng đó phải là giày thể thao. Sau khi tận mắt nhìn thấy đôi giày chất lượng và độ bền thì khỏi bàn, từng được sử dụng bởi các quân nhân Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, Phil Knight ấp ủ về một chuyến thăm đến đất nước mặt trời mọc để nghiên cứu về giày. Đến tháng 11 năm 1962, ông thực hiện được nguyện vọng của mình. Tại thành phố Kobe, gã nghiện giày Phil Knight lập tức hoàn toàn bị thuyết phục bởi những đôi giày chắc nịch của hãng Onitsuka Tiger. Chúng tốt đến nỗi Phil Knight quyết định nhập luôn về Mỹ để bán. Không vốn, cũng chẳng có bất kỳ bệ đỡ nào. Năm 1963, Phil Knight nhận lô hàng đầu tiên từ Nhật Bản với vỏn vẹn 12 đôi giày. Ông đem đặt chúng ở sau cốp xe ô tô và rồi rong ruổi tới mọi đường đua thể thao để ra bán. Chán bán rong, Phil Knight tìm đến một người thầy đã từng huấn luyện mình trên đường đua khi còn là sinh viên để gợi ý hợp tác. Đó chính là Bowerman, một kẻ rất hiểu biết về những đôi giày chạy và sau này cùng Phil Knight đồng sáng lập thương hiệu Nike. Đúng như dự tính của Phil Knight, Bowerman lập tức đồng ý vì những đôi giày nhập từ Nhật Bản khiến gã phải gật gù công nhận bởi chất lượng quá tốt. Vào tháng 1 năm 1964, hai thầy trò đã thành lập nên Blue Ribbon Sport, viết tắt là BRS, tiền thân của Nike với khoản tiền là 1.000 USD. Toàn bộ số tiền được sử dụng để đặt mua 300 đôi giày. Nhờ những mối quan hệ của Bowerman mà chuyến hàng đầu tiên của họ bán hết trong vòng 3 tháng. Ngày năm đầu tiên, BRS đã đạt doanh số 8.000 USD, và hãng bắt đầu thuê nhân sự để vận hành. Đến năm 1965, doanh thu của BRS đạt 20.000 USD và bắt đầu mở các chi nhánh bán hàng của mình. Sau khi kết thúc hợp đồng với phía Nhật Bản, đúng dịp Munich Olympic diễn ra, hai thầy trò chính thức thiết kế dòng giày riêng của mình và đặt tên nó là Nike, theo tên vị thần chiến thắng của Hy Lạp. Về logo, Nike đến một trường học gần đó và trả 35 USD cho một sinh viên khoa thiết kế mà ông bắt gặp để cho ra hình dấu phẩy ngược như ngày nay. Tại Nhật Bản, thay vì lặng thầm tìm đối tác, Nike tổ chức tuyển hãng sản xuất trên khắp Nhật Bản để cung ứng giày thiết kế cho Nike. Kể từ đây, hành trình của Nike gần như chỉ có tăng trưởng. Họ biến thành hãng giày thể thao lớn nhất Mỹ vào năm 1989 và thậm chí lan ra toàn cầu nhờ hoạt động marketing thông minh và mô hình thuê ngoài nhằm tận dụng nhân công giá rẻ. Câu nói, con sẽ không bao giờ đi đôi giày bố bán và nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai của ông chủ thương hiệu Nike đình đám. Trong cuộc đời gã nghiện giày Phil Knight, ông chỉ chung thủy với người phụ nữ duy nhất, đó chính là bà Penelope, người vợ hơn 50 năm ông đã gặp tại Đại học bang Portland khi còn rất trẻ. Phil mời Penny làm thư ký cho ông ở Blue Ribbon. Penelope làm việc chăm chỉ, từ kế toán, quản lý văn phòng, cho đến xếp lịch hẹn và mọi thứ mà Phil cần. Cuối cùng, sau khi vượt qua mọi thử thách trong mối quan hệ tình cảm, thậm chí đã từng phải yêu xa cả nửa vòng trái đất trong những lần Phil sang Nhật Bản công tác dài ngày. Cặp đôi kết hôn tại quê nhà Portland vào tháng 9 năm 1968.
Năm 1969, bà Penny hạ sinh cậu con trai đầu lòng và đặt tên là Matthew. Đối với Finn, sự ra đời của cậu bé thật sự kỳ diệu. Trong cuốn tự truyện Sue Rock, tạm dịch là gã nghiện giày của mình, Finn viết: "Tôi nâng niu thằng bé trong vòng tay. Cảm giác ôm đứa con của mình thật sự tuyệt vời hơn tất thảy. Từ nhỏ vốn hay bất hòa cùng cha mình, Finn tự hứa với lòng sẽ trở thành người cha tốt của các con. Tuy nhiên, dù nỗ lực hết mức, Finn dường như bất lực trước gánh nặng cân bằng cả công việc và gia đình. Công ty chỉ mới thành lập, mỗi ngày ông bận rộn đôn đáo tại nai và về nhà rất muộn. Ông trải lòng. Matthew ủ rũ, thằng bé học nói rất muộn, ương bướng và bất trị. Tôi tự hỏi nếu mình có thêm thời gian dành cho con, liệu mọi chuyện có bớt đau đầu hơn không? Nai tiếp tục trên đà phát triển, họ đón thêm cậu con trai thứ hai là Travis. Mỗi khi người đàn ông bước chân về đến cửa, hai anh em Matthew và Travis sẽ chạy đến tóm lấy chân ông và hỏi dồn dập rằng bố đã đi đâu, ở đâu suốt cả ngày. Đỉnh điểm khi Nai lần đầu tiên tung ra những đôi giày dành cho trẻ em, chính Matthew chứ không phải ai khác đã phản đối gay gắt và tuyên bố con sẽ không bao giờ đi giày Nai của bố bán, để thể hiện sự tức giận và thất vọng về sự vắng mặt của bố. Mặc dù hai vợ chồng họ cố gắng giải thích cho con hiểu rằng bố vùi đầu ở công ty là để kiếm tiền nuôi sống cả nhà, nhưng vì lý do nào đó, cậu bé Matthew bướng bỉnh mặc định không thay đổi suy nghĩ, càng không muốn tha thứ cho bố mình. Năm 1977, khi doanh thu của Nai đạt 70 triệu đô la mỗi năm, gia đình Finn chuyển đến một ngôi nhà mới nằm trong khu đất rộng đến hơn 20.000 m². Nai nhớ lại lúc đó vợ ông đã đưa ra một nhận xét kỳ lạ: "Tất nhiên chúng tôi rất buồn khi phải rời khỏi ngôi nhà cũ. Cả hai cậu bé đều sinh ra tại đó. Matthew thích nhất cái bể bơi. Nó ngoan hiền hơn hẳn mỗi khi lội tung tăng trong nước. Thằng bé chắc chẳng bao giờ có thể chết đuối." Finn cũng bắt đầu thay đổi nhiều hơn. Ông tham dự nhiều trận bóng rổ và bóng đá của Matthew và dành những ngày cuối tuần để dạy cậu bé cách vung gậy bóng chày. Nhưng điều đó dường như chẳng giúp ích được mấy. Thằng bé chẳng chịu nghe lời, nó tranh cãi với tôi liên tục. Chính khi xem con thi đấu trên sân cỏ, Phil nhận ra sự bất lực xâm chiếm tâm trí ông. Trong phút giác ngộ, ông hiểu rằng Matthew chẳng mấy để tâm đến thể thao. Còn ông ngồi đó xem con đá bóng cũng chỉ như một trách nhiệm. "Vào đêm giao thừa năm 1977, tôi đi quanh nhà, tắt đèn và tôi cảm thấy có một vết nứt sâu trong nền tảng của sự tồn tại của mình", Nai viết. "Cuộc sống của tôi là về thể thao, công việc kinh doanh của tôi là về thể thao, mối quan hệ của tôi với cha là về thể thao và cả hai con trai của tôi đều không muốn làm gì với thể thao. Tất cả dường như thật bất công." Năm 2004, Matthew bỏ đại học. Anh chàng kết hôn và có con sau đó. Năm 2004, anh tham gia vào một tổ chức từ thiện xây dựng một trại trẻ mồ côi ở El Salvador. Vào ngày 23 tháng 5 năm 2004, Matthew lái xe cùng hai người bạn đến Ilopango, một hồ nước sâu cách San Salvador 14 km về phía đông để lặn biển. Vì lý do nào đó mà thằng bé quyết định xem mình có thể lặn được sâu đến đâu. Matthew quyết định chấp nhận một rủi ro mà ngay cả người cha nghiện rủi ro của anh ấy cũng sẽ không bao giờ chấp nhận, Nai viết. "Đã xảy ra sự cố, ở độ sâu 150 feet, con trai tôi bất tỉnh." Ông còn nhớ lúc đó đang ngồi xem phim cùng vợ. Travis gọi họ và báo tin dữ. Penny ngã xuống sàn, Travis đã giúp bà ấy đứng dậy. Cậu chàng choàng tay qua mẹ, còn tôi loạng choạng bước đi. Đến cuối hành lang, nước mắt chảy dài. Tôi nhớ lại 8 từ kỳ lạ chạy qua đầu tôi, lặp đi lặp lại, giống như một đoạn thơ nào đó. Vì vậy, đây là cách nó kết thúc. Trong cuốn tự truyện của mình, Phil Nye liệt kê những hối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp kinh doanh của mình, nhưng chia sẻ chúng chẳng còn đủ làm ông bận lòng mỗi khi nhớ đến hình ảnh con trai. Cái chết của Matthew, cậu bé bướng bỉnh ngày nào khiến trái tim một người cha can trưởng như Phil Nye gần như chết lặng. Có lẽ ngoài một sự nghiệp lừng lẫy được người đời nhắc đến, trong phim này, nó còn là câu nói của đứa con trai đã đi mãi không về, khiến ông nhói đau hàng đêm, còn không bao giờ đi giày bố bán. Phil Knight là một nhân viên kế toán đầy tiềm năng, đã rời bỏ công việc của mình để theo đuổi giấc mơ thành lập công ty giày riêng. Và giờ đây, ông đã thành công và là người đứng sau thương hiệu toàn cầu Nike. Dưới ngòi bút của mình trong cuốn hồi ký Dog Shoe, ông đã ghi lại những năm tháng thăng trầm của mình đã trải qua, đồng thời để lại những bài học đắt giá tới những doanh nhân trẻ tuổi. Và những lời khuyên mà ông muốn truyền đạt cho thế hệ sau là gì? Từ kinh nghiệm của bản thân, ông đã khuyên các doanh nhân trẻ như thế nào? Chúng tôi cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Thứ nhất, hãy kết hợp những điều bạn thích với những điều thị trường cần. Một doanh nhân thành công là người có thể trả lời câu hỏi: điểm mạnh của bạn là gì? Điều bạn đam mê ở đâu? Thị trường đang cần gì? Và làm thế nào để bạn có thể kiếm tiền từ đó? Nai là một người có thế mạnh về điều hành doanh nghiệp.
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã nhận thấy một khoảng trống trên thị trường và muốn trở thành một doanh nhân để lấp đầy khoảng trống đó. Nước Mỹ cần những đôi giày thể thao tốt hơn. Và thế là ông đã thực hiện chuyến vòng quanh thế giới sau khi tốt nghiệp và dừng chân tại Nhật Bản. Tại đây, ông đã có những thỏa thuận với Tiger, một thương hiệu giày chạy hàng đầu ở xứ sở hoa anh đào, và thực hiện quyền nhân phối những đôi giày này tại miền Tây nước Mỹ. Mặc dù kế hoạch đưa những mẫu giày đầu tiên của Tiger đến với thị trường Mỹ không đạt được kết quả khả quan, nhưng đây cũng chính là thời điểm Nike tìm được đối tác thực sự của mình và cho ra đời công ty giày chạy Blue Ribbon Sport, BRS, tiền thân của thương hiệu Nike bây giờ. Thứ hai, lập nhóm với những người giỏi hơn. Một trong những quyết định thông minh nhất mà Nike thực hiện trong đời đó là hợp tác với huấn luyện viên của mình, Bill Bowerman. Bowerman được lưu danh trong lịch sử thể thao Mỹ như là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất, đào tạo ra biết bao thế hệ nhân tài. Không những thế, ông còn sở hữu con mắt nhạy bén về cách tiếp cận kinh doanh giày thể thao, cũng như có được những mối quan hệ tốt đẹp ở Portland, nơi ông đang sinh sống và làm việc lúc bấy giờ. Trong những năm đầu điều hành công ty, Bowerman đã cho ra đời mẫu giày Nike Cortez chứ danh, và nó đã nhanh chóng trở thành mẫu giày thể thao bán chạy nhất nhì thị trường trong thập niên 79. Thậm chí đến tận ngày nay, mẫu Nike Cortez vẫn là mẫu thiết kế đạt doanh số bán chạy nhất mọi thời đại và là một biểu tượng bất diệt của hãng Nike. Thứ ba, có niềm tin 100% bạn sẽ thực hiện được. Đam mê và niềm tin là chìa khóa quan trọng để thành công của mọi doanh nghiệp. Nếu không có niềm tin vững chắc vào ý tưởng của chính mình, bạn sẽ không thể bán chúng cho cả khách hàng cũng như nhà đầu tư. Câu hỏi đầu tiên mà Nike nhận được khi trao đổi với sale của hãng giày Tiger ở Nhật Bản đó là: "Này Nike, anh đang làm ở công ty nào rồi?" Đó quả thực là một câu trả lời khó khăn, nhất là khi đó ông chưa tạo dựng nên một công ty nào và vẫn còn chung sống với bố mẹ. Tuy nhiên, Nike đã có một niềm tin mãnh liệt rằng nước Mỹ cần những đôi giày thể thao tối ưu hơn về chất lượng, kiểu dáng cũng như là giá thành. Nike đã chứng kiến thị trường quê nhà bị xâm chiếm bởi những dòng máy ảnh Nhật Bản, và ông nhận thấy rằng trường hợp tương tự sẽ xảy ra với những đôi giày thể thao nhập khẩu. Chính vì thế, ông dùng hết tất cả đam mê để bắt đầu nên thương hiệu của riêng mình. Phil Knight đã nói, giấc mơ táo bạo được thực hiện khi bạn có can đảm để đối mặt với thất bại ở phía trước và hành động với một sự khẩn trương. Thứ tư, đừng bán tháo. Khi còn trẻ, Knight đã cố gắng bán những bộ sách bách khoa toàn thư của mình, thậm chí giao tận nơi đến những người muốn mua nhưng thất bại thảm hại. Sau đó ông nhận ra rằng mình không thể bán chúng bởi những cuốn sách này rất nặng khi mang theo. Và bởi vì chính ông cũng coi đó là gánh nặng nên cũng chẳng ai mua chúng từ những lời giao bán của ông. Nhiều năm sau, Nike lặp lại chu kỳ tương tự với những đôi giày của mình. Thương hiệu Blue Ribbon của ông khi đó vẫn chưa có gì nổi trội, nên ông đã phải gặp từng chủ cửa hàng ở Tây Bắc Thái Bình Dương để thuyết phục họ nhập những đôi giày của mình về bán. Tuy nhiên một lần nữa, tất cả những người mà Nike gặp đều chia sẻ rằng thế giới không cần một loại giày chạy đua, track shoe nữa đâu. Nike phải tìm cách khác, ông đã nghĩ ra một ý tưởng mới. Thay vì đi mời chào trực tiếp các chủ hàng giày, ông đã tham dự các buổi gặp gỡ và các cuộc đua nhiều nhất có thể và yêu cầu các vận động viên, huấn luyện viên, thậm chí là người hâm mộ mang chúng và cảm nhận liệu đôi giày của ông có tốt hơn đôi giày Adidas hay không. Thực tế, Adidas được coi là thương hiệu số 1 trong thị trường giày thể thao tại thời điểm đó. Và thử đoán xem, họ yêu thích những đôi giày của Nike và ông đã nhận được những đơn hàng khổng lồ. Không chỉ Nike, những ông trùm kinh doanh đều hiểu rằng để thành công, trước tiên bạn phải yêu sản phẩm của chính mình, hoặc ít nhất bạn phải tin rằng nó có giá trị cho người sử dụng. Vì thế, bạn càng có nhiều đam mê thì doanh số bán hàng của bạn sẽ càng cao. Và để học hỏi thêm những kiến thức mới cũng như cách tư duy độc đáo không giống ai của các tỷ phú lừng danh thế giới, thì hãy sở hữu ngay cho bản thân một chiếc USB sách nói nhé. Chỉ với một chiếc USB nhỏ gọn thôi là bạn đã sở hữu được hơn 80 cuốn sách hay nhất mọi thời đại về kinh doanh, làm giàu do New York Times lựa chọn, với nội dung đa dạng về tài chính, tư duy kinh doanh, quản trị marketing và vô vàn câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ rồi. Các bạn hãy nhanh tay click vào link ở phần mô tả để nhận được những ưu đãi cũng như bổ sung thêm hành trang giúp hiện thực hóa giấc mơ làm giàu của mình nhé. Động lực khi thức dậy và làm việc mỗi ngày của Nike trong suốt 5 thập kỷ chính là tình yêu với công ty và Nike. Mỗi lần bước xuống phố và nhìn thấy nhiều người mang giày của hãng mình, tỷ phú cảm thấy ấm áp. Với ông, điều đó thể hiện sức sống của Nike, rằng ông và đội ngũ của mình đã là một đế chế không bao giờ lỗi thời trong suốt nhiều thập kỷ qua. Và để kết thúc video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tổng kết lại 4 bài học cho doanh nhân trẻ của Phil Knight. 1. Hãy kết hợp những điều bạn thích với những điều thị trường cần. 2. Lập nhóm với những người giỏi hơn. 3. Có niềm tin 100% bạn sẽ thực hiện được. 4. Đừng bán tháo, có bí quyết, ắt sẽ thành công.